Alo, tôi nghe. Đột nhập được tôm xuống à? Thế này mẹ chữ nghĩa này đọc này chết. Để làm báo mà gọi là an toàn. An toàn theo nghĩa thông thường đấy. Thì thực sự là báo rất nhanh. Thế còn bây giờ cái tít đem gì ở đây nhá? Nhưng mà ở báo lực lô này, một lúc trong khi đang như này thì các công việc về đây vẫn xem TV của trường hợp mình. 19 năm rồi, tôi mới tập rồi. Với đặc thù là tờ báo của công an, 19 năm qua, ông Đào Lê Bình cùng hai đồng chí phó tổng biên tập đã thống nhất một phương châm công tác lâu dài. Đây phải là tờ báo mang tính chuyên ngành sâu sắc, mở rộng tính xã hội, nâng cao tính trí tuệ và văn hóa. Đảm nhận chức tổng biên tập báo An ninh Thủ đô từ năm 1994, đồng thời là hội phó hội nhà báo Việt Nam, ông Đào Lê Bình luôn quan niệm nghề tổng biên tập là nghề nghĩ và tổ chức ý nghĩ thành bài báo để phục vụ đời sống xã hội. Hôm nay là một ngày làm việc bình thường của ông. Thực hiện quy chế ủy quyền, ông là người quyết định ký duyệt đề tài cho phóng viên sau khi họ đăng ký qua các trưởng ban. Đối với các bài viết quan trọng, chỉ có ông được quyền đọc và biên tập. Số cuối tuần con cháu hỏi chú đấy, chú đồng ý đấy thì là sau đó đăng lên thì bạn đọc người ta cũng gọi điện đến. Một số báo nói nhưng mà mình tập trung được như thế là rất tốt. Mình cố gắng làm sao nói với anh em nó mô tả được cái lõi của vấn đề. Cuộc họp giao ban vào 10:30 sáng thứ ba hàng tuần có ý nghĩa then chốt cho việc xây dựng kế hoạch làm việc một tuần của tổng biên tập và tòa soạn. Cuộc họp này diễn ra ngay sau khi cuộc họp giao ban của Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông kết thúc. Đây là thời điểm tổng biên tập Đào Lê Bình cùng đồng nghiệp thực hiện những chỉ đạo quan trọng từ cấp trên. Là cái nghề đu trên dây, trầm trành và vất vả, ông không thể tránh khỏi những khi đi cứu trợ bão lụt lúc nửa đêm hay đột xuất xuống hiện trường của phóng viên. Ông phóng viên thì đi trước rồi, đừng cứ bình tĩnh, đường là ông đang đông, để anh đi thủ đô phản ánh theo hướng đó. Thời gian căng thẳng nhất trong ngày là từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm, ông trực tiếp cùng thư ký tòa soạn và phòng biên tập lên khuôn từ công chữ, ảnh và viết bài. Hôm nay thủ tướng Tân Dũng còn vấn đề gì bên Nga không? Đấy nhá, hôm nay nhớ là toàn bộ cái trang 20 là mình sẽ đặt cái bài thực phẩm bẩn Trung Quốc vào đây. Vào đây. Còn ông Trung là việc cho ngày đây vì cái đó quan trọng cho nên cái gì trong mỗi. Thế còn bây giờ cái tít đen gì ở đây nhá? Đã mày thực phẩm bẩn, tức là trên này vấn đề quốc tế nhưng dưới này hẳn thì các mày thực phẩm bẩn cái tít to đây. Đồng ý nhưng mà thực tít ở đây mày cho tôi ngay. Thế này mẹ chữ nghĩa này đọc này chết. Có người khuyên tôi nhuộm tóc nhưng mà tôi không nhuộm, quyết để cho nó nửa nọ nửa kia để biết nó vất vả thế nào. Làm tổng biên tập mà sung sướng nhất khi ta được nhìn vào đồng nghiệp mà mình nói họ hiểu ý định của mình, họ cùng mình làm việc tốt, thì đấy là cái sung sướng nhất của tổng biên tập.